Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm món cá lóc đồng nêm sốt chua ngọt. Nguyên liệu của mình là mình chuẩn bị hai con cá lóc đồng nè. Hai con cá lóc đồng này mình đã làm sạch và rửa sạch qua nước muối và nước chanh. Nó sạch nhớt luôn rồi đó các bạn. Và mình đã lấy xương lưng của cá. Cá lóc đồng này rất là tươi ngon. Và nguyên liệu tiếp theo đó là mình chuẩn bị hành lá nè, hành tím và 3 tép tỏi. Tiếp theo đó là mình chuẩn bị một ít đậu phộng nè, đã rang sẵn và bọc vỏ giã dập ra như này nè các bạn. Tiếp theo đó là mình chuẩn bị nước cốt me nè các bạn. Và tiếp theo nữa thì đó là một số gia vị thông thường. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm tới đâu thì mình sẽ chia sẻ cách làm và liều lượng luôn ha các bạn. Đầu tiên cá lóc đồng nè các bạn, mình sẽ sát lên cá này một ít muối. Và mình ướp ở đây khoảng 5 phút cho cá nó thấm muối nha các bạn. Trong khi chờ cá ướp thì mình sẽ sắp hành lá. Tiếp theo nữa là mình sẽ băm tỏi. Sau khi băm tỏi xong thì mình sẽ băm hành nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị một cái chảo này các bạn. Cho vào đây một ít dầu ăn. Khi dầu ăn của mình nó nóng lên như thế này nè các bạn, mình sẽ gắp cá bỏ vào chiên. Mình chiên ở lửa nhỏ đây ha các bạn. Mình chiên ở lửa nhỏ để cho cá của mình nó chín và vàng đều. Trong khi mà chờ cá chiên chín vàng á thì mình sẽ đi làm nước sốt nha các bạn. Chén nước cốt me của mình nè các bạn, mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường. Tùy theo nha các bạn, nếu như mà mình thích ăn nó ngọt hơn một chút thì mình sẽ cho thêm nửa muỗng canh đường nữa. Mình vừa cho vào đó là 1 muỗng canh nước tương nha các bạn. Và đây là 1 muỗng canh tương ớt nè. Tiếp theo đó các bạn, mình cho vào đây một ít hạt nêm. Với
Và cuối cùng là mình cho vào đây một chút xíu bột ngọt. Và bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Trộn đều lên cho hỗn hợp này nó quyện vào với nhau, đường ta tan ra. Sau khi chiên cá nó chín vàng mặt rồi nè, mình sẽ chở cá nha các bạn. Và mình chiên cho nó chín vàng mặt còn lại nữa là được nha các bạn. Cá của mình chiên nó vàng dưới này nè các bạn. Nó chín nó vàng dưới này là ngon lắm rồi nè. Mình sẽ tắt bếp và gắp cá ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái chảo dầu chiên cá vừa rồi nè. Mình sẽ cho hành băm và tỏi băm hết vào đây. Mình phi hành tỏi ở lửa nhỏ để cho hành tỏi nó chín vàng và thơm. Hành tỏi của mình này các bạn, mình phi bây giờ là nó cũng có mùi thơm rồi đó. Và nó vàng dưới này là được rồi nè các bạn. Bây giờ là nước sốt lúc nãy mình đã trộn rồi nè. Mình đã làm rồi đó. Mình cho hết vào đây. Sau khi hỗn hợp nước sốt này, mình cho vào cái chảo dầu hành phi, tỏi phi này á. Mình đợi cho nó sôi lên. Khi nước sốt của mình nó sôi lên như thế này nè các bạn, thì cá lúc nãy mình chiên đó, mình sẽ gắp cho vào đây. Bây giờ mình sẽ rim ở lửa nhỏ nha các bạn. Mình rim ở lửa nhỏ cho cá của mình nhá, nó thấm với nước sốt. Nước sốt của mình lúc nãy là mình cho là đã vừa ăn rồi đó. Giờ mình chỉ việc là rim cho cá của mình nó thấm nước sốt nữa là được. Và mình rim ở đây với lửa nhỏ, khi nào mà nước sốt của mình nó sệt lại là được nha các bạn. Khi nước sốt của mình nó sệt lại như thế này nè các bạn, nó sệt lại như thế này nè, thành lá lúc nãy nè. Mình rắc lên. Mình rắc lên cho hành lá nó chín là mình tắt bếp được rồi nha các bạn. Mình chừa lại một ít nước sốt này để chút nữa mình chấm rau ha, cho nó ngon. Và hành lá của mình nó chín rồi thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và bày ra đĩa nha các bạn. Mình đã chuẩn bị được một số rau củ nè. Số rau củ này mình sẽ ăn kèm với cá lóc đồng sốt rim chua ngọt đó các bạn. Bây giờ mình sẽ gắp cá cho vào đây. Mình đã hoàn thành xong món cá lóc đồng rim sốt chua ngọt rồi nè các bạn. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn. Nhìn hấp dẫn lắm luôn nè các bạn. Cá lóc đồng chiên rim sốt chua ngọt này mình ăn với cơm nóng thì ngon cực kỳ luôn. Và mình ăn kèm với lại dưa leo nè, cà chua nè, và các loại rau sống, rau xà lách á. Ăn kèm thì rất là ngon, ngon cực kỳ luôn. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Ngon lắm luôn. Bây giờ mình sẽ gắp ăn thử nha các bạn. Wow, cá thơm. Ngon lắm các bạn. Cá vẫn còn giòn. Có vị ngọt của cá. Rồi có vị chua chua ngọt ngọt. Bùi nữa. Thơm. Rất là ngon. Các bạn ăn nóng với cơm thì ngon cực kỳ luôn. Chúc các
bạn thành công. Các bạn nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.